Để quay cho mọi người xem nè. À, cái lời xác này là ba người đặt là khủng khiếp đó nha, ba người đặt là khủng khiếp luôn. Cái lời xác này nè, ba người hổm mình có gặp nè, là đặt tương một ngang cái lời đó thôi, chứ cho là của ai làm nó ăn thì mình không có giới. Mình chỉ quay trong để này vô cái lóc ra, vô cái lóc rồi này, như thế này. Trời ơi trời, chùm cuối quá dập. Trời ơi trời, con này 3-4 ký. Rồi, chào tất cả mọi người nha. Nay tiếp tục cũng không có gì thay đổi. Hôm nay mình sẽ đi ra thăm lò cá. Thì hôm nay cái luồng này cũng được có tuần lễ rồi. Cái luồng này thì mình còn khoảng 10 mấy 20 cái. Bữa nay đi thăm vừa nắng quá trời nắng. Tại vì hôm qua mình đi Bến Lức á, sửa cái tay sẵn cái đi tặng cho hai anh em Hoàng Nguyễn 20 cái lờ gì đó sẵn đi theo thăm lò cá ở dưới Bến Lức á. Về mệt quá trời, về muốn bệnh, nay thăm trễ. Rồi thì bây giờ mình sẽ lên đường, hy vọng là 20 cái này sẽ có thành quả để đăng cho người xem giải trí nha. Rồi mới giờ ở đây cái khu này 4 cái nè. Cái này là cửa đầu tiên nè, không biết có gì không. Trời ơi, mới vô là thấy con dính dẫn nước lú đầu rồi nè. Trời ơi, nước ở đây cũng có dính gì cá nha, lâu lâu cũng dính con cũng khủng luôn nè. Hy vọng là 4 cái này chạy con rồi. Còn dính nước có gì không? Ui, trời ơi, trời ơi, vô rồi. Sao bây giờ có lắc gì trời, vừa thấy trời dán nước te tôi luôn rồi. Nó dính ở chỗ cái đó nó phiết hư rồi. Rồi xong luôn. Phi cái lắc đi trời. Ui, cá phi bự bự luôn à. Đây. Được 3-4 cá phi với một con cá nước nè. Cá nước nè. Rồi ta tập công chuyện rồi. Để mình kiếm chỗ mình gặm máy coi. Trời ơi, dán nước. Đẹp ở đây. Tạp nè. Dính nhưng mà nó hư rồi, kiểu nó phết lâu quá. Thì cái luồng này nên mình bỏ cái tuần lễ. Ôi con này là lợi giúp con đũa cho nó táp sao để trời mày bắt nó ra thả luôn. Con này nó phết bị hư rồi trời ơi. Nó dính này còn đỡ nha, nó dính miệng hôm nó đỡ bủ trời luôn. Ở đây còn chẳng gì cá nè. Đặc điểm lúc trước mình đặt cũng dính được mấy con với anh em á, mà mới giờ lại chiến rồi còn 3 cái nữa, hy vọng làm con cũng khủng thôi. Nói chung cái khu này mấy năm về trước á, hai anh em mình đặt nhiều lắm, vì cá nhiều lắm. Mà do hồi Tết giờ người ta đặt nhiều quá đó, cái lò này nó quá cải tiến với quá thịnh hành đó. Người ta đặt mưu sinh đó, với lại dân người ta đặt nhiều quá cho nên cá nó thì giảm đi rất nhiều. Rắn thì là nói chung là hai anh em mình đặt hết rồi. Lâu quá nằm vô yên đi, vô đây chi dãy vô dính lum trời. Xưa nữa. Rồi, đây cái này mình con cái nè, bữa tính đi vô đó đặt mà trời đó coi dòm cổ nguệ nó lớn rồi nè. Trước kia nó quấn chạy không kịp rồi. Mình đặt đây. Đó, hổm tính đặt nhưng mà đó. Nguyên ổ người chập ba lửa trong. Con này không thấy nhảy vô kìa. Vô trời cái sạc. Cái sạc này ngon quá trời. Rồi, bữa nay hốt cái sạc này về để
chiên làm nước mắm ngon cực kỳ luôn nè. Nửa ký á, cái sạc bụi bụi không à. Ủa cái sạc này lâu lắm rồi không ăn nè. Ồ đã chưa, rồi để mình đổ cái sạc này ra về chiên nó mắm ngon lắm. Đây cái nữa đây, cái nhảy vô ta. Con con nhỏ à. Đây. Chụp thêm cá lóc nhỏ nhỏ nha. Rồi để mình tắt máy, mình bắt nó ra cái mình sẽ đi thăm tiếp tục. Đây còn cái nữa. Bên đây. Đây. Bên đây. Chụp thêm cái vô. Cái sạc không nha. Một cái sạc không. Quả ta đẹp mới. Mới này mới có gì ở đây. Bỏ được coffee nữa. Ôi, được có hai con nhỏ, nó bỏ luôn. Nó vô là nhiều bắt lận luôn. Vô kèo, không biết cái gì đây. Bỏ. Mình vừa đã tới mà nhảy. Bật. Lắp con coffee cho ta. Đó, cá lóc con chung hai cái gì rồi. Ui, được một cặp. Đây, quá im, chỗ này ẩm lại dính cái phi thôi mà, mới dính cái lóc này. Được hai con, cũng giòn nhưng mà rất là mập nha. Đó, rồi, để mình bắt ra cái đồng mình cho biết. Bữa dính được con cá lóc 1 kg, bữa đi dính tính hồng lồng. Chuyên rồi thầm không có. Cái này có gì không đây? Chim gì vậy? Hay là đẹp, có phi quá. Phi. Tôi tắt luôn. Ui, có cá lóc. Thì thử nó có phi không? Đây, được nó có phi. Ngon quá trời với cái sạc. Ui, bữa nay cái sạc cá phi rồi. Ngon ngon không bụi bụi không? Đây, được 3 con cá phi, có cá lóc. Bữa nay được cái sạc cũng ngon mà cá phi nó cũng mập. Đây. 3 con cá phi, con cá lóc cũng giòn à, và cá lóc lớn hiếm, bắt hết trơn. Cá lóc mình là chỉ hồi Tết giờ, hồi mùa mưa tới giờ. Này, còn là khoảng hai lần mấy. Cá phi thì nó cũng mập không lớn. Còn cá phi mà nước mà nó trong á thì nó lại mập. Đây, cá phi mà nước ken không giòn. Đổ cho lẹ nắng quá nắng. Ôi. Ừ, cho lẹ. Hôm nay thì chị được kiếm mớ cá về chiên xả với chiên xù ăn cơm mà đủ rồi đó. Giờ chị mong dính hàng khủng rồi cho mọi người xem cho nó đã. Không biết có không, hên xui. Rồi. Chỗ này nè nó bít bùng có thui luôn. Ủa, cái lờ đâu rồi? Ở đây, chỗ nó mất rồi chứ. Trời ơi, nay nó phèn. Không có gì hôm nay. Ủa cái rô. Trời ơi, phèn nóng dần lòm luôn. Được gì? Đây cũng có cái chê nữa trời. À, cái chê két thôi, để đó đi. Cái này ra, còn rắn dây cá mình để. Có rắn dây cá là nó vô liền. Nó để luôn không bắt nha. Có cá mà thấy con cá chết. Vậy trời ơi, thằng khủng. Ôi. Rồi. Con này. Nó bự hơn mấy con trước thôi chứ khủng như mấy. Con này tầm khoảng 6 lạng nửa ký. Giờ kiếm mấy con lóc lớn này nè, hiếm lắm. Mấy năm về trước thì cá này thì nó dở một cái lên là 3-4 con là bình thường. 4-5 con luôn. Bây giờ nó hết, kiếm con cá bự bự nè, mừng lắm. Rồi đi. Mình bắt rồi, lội vô cái đăng năng này mệt quá mệt. Thành quả của mình thăm 20 cái lờ cũng được và em cá lóc cũng khủng. Con cái cuối cùng ở sát nhà. Vừa con máy quay của con người ta cái tắt máy luôn. Này cũng được. Này cái sạc quá trời. Này chủ yếu là đổ cái sạc về chiên giòn. Ăn cơm lâu lắm mà không ăn. Nãy dính cái con cuối cùng, cái con này
Ờ đúng rồi, con này nè. À, sát đường bắt đầu tự nhiên vừa bấm máy quay cái người ta dòm cái dầu tắt máy luôn không có quay. Này được mấy không biết mấy con cá lóc ta. Một con nè. 2 3 4 con này khủng nè. Con này một rút luôn. 4 con. Có 4 con cá lóc. Ờ 5 con. Đây, này được 5 con cá lóc nha. Bữa nay được con này cá trâu cứng. Cái sạc nhiều. Cái rô mày được mấy con bự bự không? Con này vô tiêu. Nó vàng hực rồi đó. Hả? Nó cái rô nó vậy sao? Này được cái sạc nè. Bự bự không à? Cái sạc này chắc cũng được ký mấy 2 ký. Lâu lắm mới thấy cái sạc nè. Cái sạc này nè. Mình để mình bằng cái đầu mình chiên giòn cái đầu mình ăn với nước mắm với dầu luộc ngon lắm. Hoặc là mình làm khô được mấy cà phê nữa nè. Rồi thì về video mình cũng xin tạm dừng tới đây. Hẹn mọi người những video tiếp theo nha. Thì bữa nay thành quả thì 20 cái lợn thì ở chiều cá nó chắc khoảng 4-5 kg à. Đó, thì hẹn mọi người những video tiếp theo. Mọi người thấy hay cho mình xin một like, một lượt đăng ký nha. Rồi chào tạm biệt mọi người nha. Tiếp tục hôm nay mình sẽ đi thăm lờ cá. Bữa nay cũng được 5 ngày rồi. Chuyến trước á, 5 ngày trước thì mình thăm cũng được khoảng 4-5 kg. Mà mấy chỗ này giờ hết cá rồi. Hôm nay mình sẽ đi dời mấy cái chỗ mà nó không còn cá, không còn rắn nữa. Quýnh vào cái điểm mới. Với mình xuống 20 cái mà bữa anh Tanh tặng cho mình á, mình mới kiếm được điểm nè. Bữa nay thì rút một mới rồi, nó không chạy. Đây con cá nè. Cái chỗ này lúc trước cá dữ lắm mà bây giờ hết cá rồi. Bây giờ điểm mới trời gì ốc không gì trời. Rồi cái này giờ luôn. Hôm nay thăm ở đây mấy chuyến không có dính được gì. Giặt cho sạch sẽ. Ngày mai cho mình sẽ đi quýnh một cái điểm mới cá rồi. Tại vì bây giờ chỉ còn có 3 tháng nữa là 3 tháng mấy nữa là Tết rồi. Là Tết là mình hết đặt được rồi. Hết mưa là cá nó hết chạy. Bình thủ còn có 3 tháng mấy nữa. Chứ bây giờ mình bỏ phí mình đặt hoài nó cũng không có cá. Đây con cá nè. Có dựng này. Trời ơi, mấy chỗ này đúng là hết cá luôn. Cái sạch gì đâu không. Rồi hai cái này mình rút luôn. Chỗ này lúc trước hai anh em đặt 2-3 năm về trước. Trời ơi, chỗ này cá dữ dằn lắm. Bây giờ quá cá. Mình vừa xuống mình thấy có đồng nghiệp đặt sát bên luôn. Để mình quay cho mọi người xem cái lờ này lờ gì đi. Mình mới vừa xuống là thấy ở dưới mé chỗ gần mình đó là có một cái lờ rồi. Bởi vì quá trời cá đâu còn nữa. Rút hai cái này luôn. Đây có đồng nghiệp đặt sát bên nữa nè. Để quay cho mọi người xem nè. À, cái lờ sát này là ba người đặt là khủng khiếp đó nha. Ba người đặt là khủng khiếp luôn. Cái lờ sát này nè, ba người hổm mình có gặp nè là đặt tương nhiên một ngang cái lờ đó thôi. Cái chỗ là của ai làm mấy ăn mình không có nhớ, mình chỉ quay cho mọi người xem thôi. Này là lờ sát, không phải cái lờ nhựa. Chúng mình cuốn được hai cái, kịp tìm điểm khác mình đặt cũng là hết cá này. Đi cuốn hết mớ chưa được con cá nữa. Coi dụng này. Trời ơi, con có thể chuẩn mấy cái rô. Mấy cái này tại vì cái điểm này nó cũng còn rắn, lâu lâu cũng có dính cho nên neo lại. Trời ơi, mệt. Ngay cái điểm này mấy tháng trước cũng dính được mấy con rắn rồi, vui luôn cái này luôn chà. Ở đây ít cá lắm, lâu lâu dính một hai con cá lóc. Cái rô không hồi để luôn để làm mồi. Đổ vô cái đám năng này, đuối thiệt. Kiếm mấy cái điểm mơ quýnh. Cái điểm này hồi xưa cá rắn quá trời, giờ cá luôn. Ôi. Đây còn mấy cái ta, ba cái nữa, đàn cá nữa. Trời rồi chùm cuối quá vật. Trời ơi trời, con này 3-4 kg. Trời ơi, người xem nè. Trời ơi trời, đúng là đây
con hàng khủng, đúng là mấy cái lờ này mình neo ở đây đúng rồi. Ôi ôi, chỗ này là ổng giờ mình dính là nhỏ lớn luôn, là 3-4 con nè. Cái đầu nó vậy chứ không phải vậy đâu nha. Đây nè, tại vì nước trong á, mình dòm nè. Ôi đất ơi, cái thanh của nó thôi bự như cái cầm giò luôn. Tới công chuyện, tới công chuyện rồi, vô ơi. Hôm nay đi cũng lờ mà vô quái vậy, siêu khủng luôn. Để cho mọi người xem nè, một cái thanh, trời đất ơi, hú hồn luôn. Vô, trời ơi, trời. Trời ơi, ấy da, trời ơi, chú thanh. Cái thanh này thanh cầm giò luôn. Ấy da, thôi, quay. Cho mọi người xem giỏ nè, trời cái phanh nè, má ơi, tới công chuyện rồi, cái đầu nó nhỏ mà, con rắn này chắc ngắn quá. Ô, con này nằm 3 kg dần lên, quá sẽ nặng luôn, nè, người xem nè, trời ơi cái phanh của nó nè, tới công chuyện chưa, rồi, trời ơi cái phanh của nó nè, đã chưa, ui ui đây nè, trời chúng ta mà đưa vô là không có vé nó luôn, cái phanh quá trời nè, cái phanh nè. Ôi trời vô, giờ để mình kiếm trời mát bắt ra quá rồi. Bây giờ bữa nay lóc hết cũng được nữa, vô con rắn này là quá im rồi. Nói chung là có tiền xăng tiền cộ này nọ rồi. Quá wow. Vô đi bây giờ kiếm cho mát mát. Trời ơi, hồi đó giờ mới dính được con rắn phân tầm cái này nè, 2 kg mấy 3 kg. Con này là khoảng 3 kg 3 kg mấy nha. Để về nhà mình sẽ đổ cân cho người xem chính xác thôi. Đây là mình chỉ đón thôi, trước nay mình dính cũng nhiều mà ký mấy 2 kg, còn mà tầm cỡ này là chưa nha. Quá trời, người thấy cái phanh của nó không? Quá trời ơi, mà cái đầu nhỏ chắc đâu con này ngắn quá. Này là dây cá nha, chứ không phải dây cóc nha. Quá đã, cái túi rồi trời, rồi đã. Rồi mấy cái này mình sẽ neo lại, tại ở đây có 4-5 cái. Nói chung là lâu là có một em hàng khủng à, nhưng mà em này là phải nói là chùm cuối luôn, siêu khủng, quá trời mừng. Nhưng mà mấy con rắn này nó ngộ lắm, nó càng lớn thì nó càng hiền, nó giống như già vậy đó. Còn mấy con mà cỡ bằng tay hoặc là gì nè, trời nó táp gì rắn nước vậy nè, mà mấy con lớn nó hiền lắm, ngộ lắm. Mà mấy con rắn này mình phải bắt lương lương đó, quấn rồi trời ơi, nó quấn xuống cái cây luôn, nó quấn kỹ trời, trời ơi, nó quấn xuống cây sậy luôn chứ. Cảm giác mà giờ thì nó sướng. Ôi xem cái đuôi nè, ôi ôi cái phanh, ôi ôi cái tay nè, ôi nè, mọi người xem cút giữa với cái tay mình nè, có nói là một trời một vực luôn. Con này không biết được cái ta, để coi coi con này giống, thì giờ không thấy cái ấy đâu vậy. Đúng là quái vật thiệt. Trời ơi, cảm giác nó đã đi xuống. Hôm nay con mấy con này mà tắt nhẹ nhẹ không sao. Ôi nè, cho mọi người xem cái phanh của nó nè. Ồ, cái da của nó sần. Cái con này á thì mình đoán á, nếu mà cỡ này là con này nó phải 3 năm. Tại vì khi một bạn mình nuôi lên á, 1 năm nó sẽ lên 1 kg. Mà con này mình đoán khoảng 3 kg ngoài thì con này phải là 3 năm, trên 3 năm nó mới được gì. Nè, dưới lường nó phèn không luôn. Con này nó vô lâu lắm mà nè. Tại ở đây nó phèn. Mình thấy cái lường của nó nè. Phèn không à. Nè. Rắn này nở nó phèn, tại ở đây là phèn không à. Dán nâng niu về em mấy chút xíu nữa coi. Quá sướng. Trời ơi trời. Con này nãy thấy cục mà sao bắt ra nó cũng dài dữ nha. Xem cái lượng của nó nè. Ui vô trời. Đó. Cái đầu của nhỏ. Ui. Vô kèo rồi. Này mình bắt nương nó thôi. Đó. Đó. Nó giống như là già, cái nó hiền lắm. Rồi, mình coi cái bao nha. Mấy cái này mình phải neo lại lâu là nói chung 1 tháng 2 tháng 2 3 tháng cũng được, dính một em là ngon rồi. Tại vì đây mình dính rắn nhỏ có này, rắn lớn có 4-5 con rồi. Trời vô
qua xuống rồi. Rồi bây giờ mình tiếp tục, ở đây nó còn hai cái nữa, tại đây mình đặt 5 cái mà mới thăm 3 cái, là cái thứ ba đã dính con quái vật hàng khủng rồi. Rồi chiếc đũa mới tháo rồi bỏ đâu trời, mừng quá, chiếc đũa rồi. Rồi để mình kiếm cái cửa cái mình đặt lại nha, đặt lại rồi sẽ thăm tiếp tục. Cái nào cái điểm nào mà còn cá còn rắn thì mình sẽ neo lại, còn cái nào mà nó không còn thì mình sẽ đi dời đi cái điểm khác. Đây còn cái nè, rồi vô nữa rồi. Mình thấy con rắn giận á. Ôi con này nhỏ ha. Rồi ở đây toàn rắn nè. Đây kim còn rắn gì cá nữa nè. Ui con này nuôi được nha. Nè, con này khoảng chừng tao lặn mấy hai lạng à. Rồi vậy ở đây con rồi, dán neo lại nè. Đây được con rắn con nè, vậy là con này là con rắn mẹ rồi nè, người thấy không nè, vậy cá con nè. Rồi bữa nay á vô rắn nè, con này để mà mình đem về mình bỏ trong cái lu á, bỏ cá cho nè, kệ nó lớn được lớn, để mình thái chỗ cho nè, mấy cái con này nó mới giữ nè. Chỗ này giá nào phải neo mấy cái lời lại không rút đi. Chỗ này là còn rắn, người thấy không, cái dính rắn nhỏ là tất nhiên phải có rắn lớn, mà hy vọng nó còn một hai con hàng khủng nữa. Đó, cái con lớn nãy nó hiền với cái mấy con này nè, nó táp má ơi luôn á, nó càng nhỏ nó càng dữ, ngộ lắm. Rồi giống như cá này vậy đó, nó táp như giống nước rồi nè. Mấy con này đầu chấm cầm vậy còn nãy nó táp. Đây con này nếu mà mình nuôi con rắn cỡ này nè, khoảng tầm lần là mấy thì một năm nó sẽ lên được 1 kg, mà 3 năm nó sẽ lên khoảng tầm 2 kg mấy 3 kg, mà tùy theo cái nó có kiếm thức ăn đủ hay không nữa. Còn nếu mà nó kiếm thức ăn không đủ là con rắn này á là nằm phải 3 năm mấy 4 năm mới được gì. Này chụp niềm dây cá nhỏ nữa nha, bữa nay khỏi dính cá cũng được nữa. Còn cá gốc này hy vọng nhỏ lớn gì cũng được, kim con nữa coi. Với cái chút xíu là mình còn thăm một cái điểm bên kia nữa, cái điểm bên kia cũng còn rắn nữa. Rồi chiếc đũa này sao quên vậy ta, mới nhớ chọt qua đây. Lật cá vô hay gì đây, đó không để này vô cái lóc ta, vô cái lóc rồi này, giật cái này là chỉ có cái lóc thôi đó, cái lóc cái này họ cũng như vô được gì là 3 con rắn lâu lắm rồi. Này có cái lóc không trời, được một con cá lóc với mấy cái rô. Ôi cũng được, bắt một cái lóc thôi, cái rô với lại cái phi nhỏ này mình để là màu rắn mà nó xấu á, mấy con cá này lại vô liền. Rồi để mình tắt máy cho mình bắt cái lóc này ra mình làm tiếp nha. Được mấy cái rô nó nhỏ. Thôi cái điểm này cá cũng có mà ở đây cũng có rắn gì cá luôn nè, lâu lâu cũng có dính, dán neo lại mấy cái lờ này coi sao, coi có còn sót lại nào không. Ôi trời, một cặp rồi, nằm vô tôi không có chứ. Ở đây vừa có cá mà có trắng cá luôn. Đây hai con cá lóc cũng giòn à, hai em nha. Bữa trong này dính được trắng nước mình thả luôn. Rồi để mình bắt hai con cá ra, có đồng tiếp tục đợi con cái nữa. Có gì đây, ui được trắng gì cá nữa. Ui bữa nay vô rắn à, ở đây còn rắn nha, rắn neo lại mấy cái này thế nào cũng dính rắn lớn nữa nè. Thôi để bắt con này về nuôi luôn. Ồ nhỏ vậy táp má ơi luôn nè. Được này gì cá nè, trời ơi nó ăn nguyên cá rô luôn nè. Cá rô bắt đầu nó dướng cái bụng rồi, không thôi rắn này ra con này không tới lạng nữa nè. Vậy là chỗ này còn rắn gì cá rồi, tại chỗ này mình cũng dính được mấy con ở đây à. Mà sát bên có ổ nghệ trong, trời ơi bữa lũ trong đặt là tới công chuyện nè, bắt luôn. Con này chụp cái đầu nó chứ không dám cầm gì con lớn, nó táp. Này con cá có không, rồi coi đó vô rồi, có một con hai con đây, còn một con nha, tìm con cá lóc nữa. Đây như mới cá sặc. Đây, con này cũng trồng trọng mà, không có lớn mấy. Cá lóc nữa. Đó. Rồi, để mình bắt ra cái đầu mình thăm tiếp nha. Đây còn cái nữa nè. Có cá lóc nữa. Ôi, cá sặc quá trời, cá sặc luôn. Thôi, cá này để là mình làm mồi nha. Không có bắt cá sặc để làm mồi rắn với mồi cá lóc. Có mồi, có mồi cá sặc này đó, với rắn với lại cá lóc nó mới vô. Đó.
Cái này không biết có vô gì không mà cái lờ của mình ngã gì nó nữa luôn. Cây đẻ ha. Vuông vuông. Cái vàng này mình giúp luôn nha. Để đặt điểm khác. Điểm này trừ lại 2-3 cái thôi. Nãy đi gom mới là cá về. Nãy muốn điểm khác. Rồi có con nào bị dắt không? Dặn, dặn cá nó chạy. Hôm nay xuống con nào. Lát luôn hả? Này sậy. Mấy con này cứu. Mấy con được nồi canh chua với kho tiêu nghe đảm trời ơi nghe nhỏ ý có con nhắn gì ghê không cá con cá con có mớm không mà chồng hết cá rồi bây giờ rút rút mà mấy cái nè bây giờ quýnh điểm khác với quýnh thêm mà mới là mới nữa có như đó thôi hả được chờ rồi này nè được con cá này trọng trọng rồi bởi vì mình dời dời là phải rồi tại mấy cái điểm này hết cá mà cái này để duyên đi này dễ lý ơi đừng làm sợ nữa cái gì ghê vậy ủa nhắn gì ghê anh chùm cuối đã sao bự dữ vậy ta để bắt ra review cho mọi người xem cho nó kỹ nè trời ơi vô đi xuống chưa từng thấy luôn. Không biết anh em ra đặt là cá này sao nha chứ mình khỏi cần cá chỉ vô con rắn là đã phải rắn không phải cá ủa chứ ghê quá anh ơi ủa cái mạnh của nó cầm không hết luôn trời ốc ác nổi ra rồi đó tôi cứ còn ý trời ơi làm ăn thì còn nhỏ vô nhỏ này nó tát nữa xíu hú hồn chim én lên chạy nữa quá giật trời ơi ghê thiệt chứ trời ơi vậy ghê quá anh ơi làm gì nóng ghê vậy giống con chăn vậy thì nhỏ nó lớn mà nó thiệt ôi nè rồi sao xác rồi coi ôi thấy ghê quá nội nè cái cầm tay của mình nè nó phân rửa ôi 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 má ơi đá nó con nhắn này nó hiền nó nội hiền chứ nó bội nó ghê quá ôi quá khủng khiếp không bị xích tích vai nè bị người tắn rồi cụm tay của mình hết cụm tay nó không bằng nó luôn á không xin nhé bắp đùi của anh nó đã cái con này bảo phèn cái bụng nó lường quá nó lớn nó già nó già bự dữ rồi trời con này 5 kg không anh đâu quên nó thấy cái cân như cân thử con này chắc khoảng tầm đón 3 kg nhưng mà không biết có chính xác không nó bự quá nha để mình cân rồi xem nha cái da của nó sân xù đã đó dì cá thì ở dưới đường này màu trắng nó có một cái chấm bi là dì cá còn dì dôi cái được màu vàng nó sọc ngang là dì dôi mà dì dôi thì nó mắc hơn dì cá này cái con này mình nếu mình có ao hồ rồi quá mình kiếm cặp bự bự gì nè mình nuôi đẻ không đẻ xong đẻ rồi đấy đẻ cân con chưa để giùm con lấy cái cân cân đây nè cân thử rồi con này là nhiều cái con này 3 kg giảm tới chắc con tầm 2 kg mấy hai kg mấy 3 kg 5 kg luôn á anh ghê trời nhìn cái ghê bự thiệt mà ủa đã vậy hung nó đi liếm hoài trong đời trời đất này đây cái cân 15 kg quay sát này không không đó không không rồi nằm đi nha như vậy 6 kg nơi 2,5 kg yếu miếng 2,5 kg yếu miếng à quay cho sát vô thấy rồi ồ 2,5 kg yếu miếng nha vậy ai, mà bự ghê trời ai mua bán luôn hả thì cái con này thì nói chung là anh em là mua để mà cây giống hoặc thịt gì đó mình bán luôn để kiếm tiền xăng để tới đôi quay đó rồi thì anh em nào mà có mua thì liên hệ cái số điện thoại cũ mình bán Bà Khía nha tại Bà Khía hôm nay do là mấy nước này người ta bắt không có cho nên mấy bữa nay mình bị nói chung là hụt Bà Khía người ta anh em cũng ủng hộ quá trời luôn nhờ mình hẹn tại vì nó cũng được ít tại vì mùa này nè nó có mùa sau nữa Bà Khía mới nhiều mà bây giờ Bà Khía ít quá cho nên hôm nay mình cũng không có bán Bà Khía nữa có bán mà bán ra gai thôi tại vì không có Bà Khía vào rồi cái này nó phải nó quá im vô được siêu khủng rồi thì cảm ơn tất cả mọi người đã xem ủng hộ mình suốt thời gian vừa qua nha mọi người mà có xem được video cho mình xin một like một đăng ký nha rồi chào tạm biệt mọi người nha.